ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Đại Đức Thích Thông Huệ, trụ trì chùa Huệ Quang, thành phố Đà Nẵng. Kính thưa chư Đại Đức Tăng và toàn thể quý thiền hữu tri thức, nhân khóa tu một ngày an lạc thường kỳ tại chùa Huệ Quang, chúng tôi kính gửi đến quý thiền hữu tri thức đề tài bí quyết sống thọ và sống khỏe. Trong truyền thống đạo Phật Nguyên Thủy, mỗi khi Đức Phật và các vị tăng sĩ chúc phúc cho bá tính có dịp đến chùa hoặc sau khi làm các Phật sự đó, năm nội dung sau đây được xem là mối quan tâm: chúc có nhan sắc, chúc có sức khỏe, chúc có tuổi thọ, chúc được giàu sang và chúc được trí tuệ. Năm phước báo đó là mối quan tâm của phần lớn chúng ta. Đề tài hôm nay đó là một phần ở trong năm phần đó, đó là sống thọ, sống khỏe. Sống khỏe là nguyên nhân, sống thọ là kết quả. Ai cũng muốn sống khỏe, nhưng nếu không biết cách sống thì vẫn không khỏe. Do vậy tuổi thọ bị rút ngắn. Cũng có rất nhiều người đó sống rất thọ trong tình trạng không có sức khỏe, đến độ đó người đó tự mặc cảm về thân phận bệnh tật của mình và than vãn rằng: giá mà tôi có thể chết sớm hơn thì tốt biết mấy, không phải khổ cho bản thân tôi, cũng không khổ cho người thân chăm sóc dưỡng bệnh, và không tốn kém đến kinh phí và tài chính của gia đình. Không phải muốn chết mà chết được. Cũng giống như nhiều tỷ phú, triệu phú, không phải vì có tiền muốn sống mà sống thêm được. Sự sống hay cái chết đó, theo Phật giáo là nhân duyên liên hệ đến tất cả các nghiệp ta đã tạo ở kiếp trước và đặc biệt là ở kiếp này. Trong quá trình của nhân quả, mọi thứ được diễn ra theo trật tự quy luật của chúng. Ý muốn chủ quan của chúng ta không thể nào trở thành một hiện tượng trong thế giới khách quan được. Cho đó theo lời Phật dạy trong các kinh, muốn có được sức khỏe, chúng ta phải sống, làm việc, tiêu thụ, nghỉ ngơi, làm chủ các giác quan một cách thích hợp. Và nhờ sống bài bản như thế đó, chúng ta có được cơ hội sống khỏe và sống thọ. Bên cạnh các quy chuẩn vừa nêu, người sống khỏe và sống thọ theo lời Phật dạy phải là người biết hạn chế tối đa nghiệp sát hại các loài động vật, gia súc, đồng thời có tinh thần bảo vệ hòa bình, tôn trọng sự cân bằng các hệ sinh thái, rồi làm rất nhiều các việc lành liên hệ đến việc chăm sóc sức khỏe và tuổi thọ cho những người neo đơn, nghèo khó, bất hạnh, cơ bằng, túng thiếu. Các hạt giống trực tiếp đó
góp phần tăng trưởng sức khỏe và tuổi thọ bên cạnh chế độ sống và thói quen sống. Ta thử nghe Tổ chức Sức khỏe Thế giới định nghĩa về sức khỏe như sau. Sức khỏe là trạng thái khỏe mạnh về thể chất, thể trí và xã hội, chứ không đơn thuần là sự vấn mặt các bệnh tật. Phần lớn chúng ta có thói quen định nghĩa sức khỏe là không có bệnh tật. Như vậy chúng ta mới nhấn mạnh được cái sức khỏe thể chất thôi. Đang khi đó, sự sống của con người không chỉ là thể chất mà còn có các giá trị thể trí, đó là tinh thần, và tương quan xã hội thông qua tương quan gia đình giữa mình với các thành viên, giữa mình với các thành phần khác trong xã hội. Bỏ qua hai yếu tố quan trọng là sức khỏe thể trí và sức khỏe xã hội đó, một người khỏe mạnh và sống thọ có thể trở thành mối đe dọa cho sức khỏe, hạnh phúc của người thân và cộng đồng nếu thân và hành vi của người đó không phù hợp với luật pháp, trái ngược với đạo đức và vi phạm lương tâm trong sáng và cao quý. Cho nên phải đặt sức khỏe trong một tương quan bộ ba: thể chất, thể trí và xã hội. Và trên tinh thần này đó, tích góp từ kiến thức dân gian được lan truyền phổ biến xưa cũng như nay, cộng với quan điểm của Phật học, ta cần lưu tâm một số vấn đề sau đây. Vấn đề 1, thực đơn hàng ngày. Đây là yêu cầu liên hệ đến chế độ ăn uống, mà vốn là cửa ngõ mang bệnh tật vào cơ thể. Nếu chúng ta có kiến thức y khoa, nhất là đông y, về chế độ thực dưỡng, cân bằng âm và dương, những chất nào thiếu nên bổ sung, chất thừa nên giảm đi, có lẽ chúng ta sẽ có thể tiết kiệm được rất nhiều tiền vì không cần phải đi khám bác sĩ và điều trị bệnh ở các bệnh viện. Thứ nhất là ăn củ hành tây mỗi ngày hoặc ăn củ tỏi. Hai loại củ này đó tạo ra cái mùi tôi nói là hôi, nồng, khó chịu. Nhưng ngược lại đó, có thể giúp cho chúng ta chống được các chứng bệnh ung thư, nhức mỏi, đau xương khớp và những chứng bệnh cảm cúm do cơ chế thận bị yếu mà sinh ra. Người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal trung bình một ngày mỗi một người ăn 3 củ hành tây sống. Cứ mỗi một cử ăn á, trung bình là một củ. Có khi ta ăn 2-3 củ. Còn tỏi đó, thì trong cà ri của những nước này, gia vị thật của nó đó là do bầm nhuyễn củ hành tây và củ tỏi mà ra. Cho nên họ không dùng đến các loại bột niêm theo dạng bột ngọt do Nhật sản xuất. Bột niêm của họ là chế xuất từ thảo mộc và thực vật ta. Một quả cà chua mỗi ngày giúp cho chúng ta chống được các bệnh tăng huyết áp, nhuận trường và tốt cho cơ thể. Đặc biệt chị em phụ nữ mà ăn cà chua thì có được làn da tươi mát. Một lát gừng chống các bệnh viêm nhiễm và khớp, nhất là những cái chứng bệnh bị ngộ độc thực phẩm, trúng thực, yếu bao tử, yếu đường ruột. Ăn gừng và nghệ vào đó sẽ giúp cho cái chức năng miễn nhiễm được gia tăng.
Một củ khoai tây đó có thể giúp cho chúng ta chống được sơ vữa động mạch. Và người ăn chay đó thì càng ăn thứ này là bởi vì nó có đủ cái chất tinh bột và một số chất quan trọng khác để chúng ta không bị loãng xương, mà vốn nó là nguyên nhân dẫn đến nhiều chứng bệnh khác. Một trái chuối sứ giúp cho chúng ta khắc phục được chứng táo bón, rồi giảm bớt đi sự lo âu và có khả năng giảm béo. Mỗi một trái chuối có cái chất dinh dưỡng cao trung bình bằng 15 trái nho tốt gộp lại. Do đó ai lao động tay chân nhiều, ăn chuối thường xuyên đó thì nó có đủ chất dinh dưỡng và vốn rất tốt. Một quả trứng gà không quá trống giúp cho chúng ta vượt qua được sự suy dinh dưỡng và loãng xương. Người ăn chay có thể chọn trứng gà không quá trống vì không có sự sống như là một cái phôi ở trong quả trứng này. Và làm thế nào để biết được có trống không có trống? Chúng ta chỉ cần đưa lên mặt trời thế này, nếu mà thấy nó có cái quầng tụ bên trong thì biết là có trống, còn không có quầng tụ thì đó là trứng gà công nghiệp. Mà gà công nghiệp giống như sữa, và việc tiêu thụ nó không dẫn đến việc sát hại một đơn vị sự sống đang ở dạng là một mầm sống, cho nên an toàn đối với người ăn chay. Uống tối thiểu 1 lít nước đến 3 lít nước mỗi ngày. Nước lọc, bây giờ có máy nước lọc chỉ có 1-2 triệu đồng, chúng ta có thể tự lọc mà không cần phải đi mua nước chai ở ngoài chợ tốn tiền. Còn nước nấu chín thì thực tế mà nói nó không có đủ đảm bảo rằng là các độc tố ở trong nước là không được chứa đựng ở trong này. Nước giúp cho chúng ta giải độc cơ thể, mát gan, nhuận trường, mát da, và nó giúp cho hệ tiêu hóa tuần hoàn đó được hoạt động rất chuẩn. Người lớn tuổi uống nước nhiều dễ đi tiểu, thà đi tiểu còn hơn là dẫn đến nhiều bệnh tật khác. Đây là thực đơn mà chúng ta cần tham khảo để bổ sung trong chế độ dinh dưỡng hàng ngày. Người phương Tây ít ăn cơm vì trong gạo đó trữ lượng đường hoặc là dẫn đến các tình trạng bị tháo đường đó, là khá cao. Họ có cái nướng ăn bột mì, lượng đường để dẫn đến tháo đường ít hơn. Và họ ăn rau, quả, củ là chính. Còn những nước nông nghiệp thì người ta ít có tiền để ăn thực phẩm mà ăn gạo là chính. Cho nên sau thời gian nếu không có vận động, ngồi nhiều dễ bị vướng vào chứng bệnh nguy hiểm này. Vấn đề 2, 5 tâm lý nên tránh. Đây là thái độ phòng ngừa bệnh tật và cũng là một cái nghệ thuật làm chủ được các cái thái độ tâm lý. Theo Đức Phật ở trong các kinh á, phần lớn chúng ta khổ là do gì chúng ta trở thành kẻ nô lệ của cảm xúc. Cảm xúc làm cho mình á, nay thì vui, mai buồn. Các cái tình tự tâm lý vui, mừng, buồn, giận, yêu, ghét, muốn cứ làm cho tâm chúng ta bị gợn sóng, vấy đục. Và do vậy đó, cái nỗi khổ niềm đau cứ theo đó dâng trào. Nơi nào mà người sống còn bị lệ thuộc quá nhiều và cảm xúc dựa vào các tình huống và hoàn cảnh đó, thì nơi đó con người vẫn còn có cơ hội đối diện với nỗi khổ niềm đau. Làm chủ được toàn bộ cảm xúc, chúng ta sẽ làm chủ được vận mệnh mình. Chị em phụ nữ thì thiên nặng về cảm xúc hơn, dễ buồn bởi lời thị phi, dễ vui bởi những lời khen tặng, dễ thay đổi thái độ tâm lý
khi gặp các cái trạng thái, tình huống, sự kiện khác nhau. Và do đó cần phải tu tập thiền định để chuyển hóa và làm chủ được khối cảm xúc này. Một phần á, sự khác biệt giới tính cũng đã tạo ra sự khác biệt và phản ứng cảm xúc khác nhau ở người nam và người nữ. Bán cầu trái của người nữ là cảm tính lớn hơn bán cầu phải lý tính. Do vậy người nữ cảm xúc nhiều. Người nam á, bán cầu phải lý tính lớn hơn bán cầu trái cảm tính, nên có vẻ khô khan, mạnh dạn, dứt khoát, và do vậy ít bị kẹt vào cảm xúc. Khi chính thức là vợ chồng của nhau rồi đó, nhiều quý bà cứ mong mỏi là chồng của mình lãng mạn như thể lúc mới bắt đầu yêu, vì không phải là bản chất của đàn ông. Lúc đang yêu thì họ phải nỗ lực ga lăng để chứng minh tình yêu. Khi trở thành vợ chồng rồi đó, họ khô queo. Và quý bà nếu suy luận theo logic, trước đây ông ấy là rất quan tâm, hỏi han, bây giờ ông ấy không còn chi tiết như thế nữa, có lẽ ông ấy đã có trong tim một bóng hồng nào khác rồi. Người đàn ông gặp khó khăn trong việc bày tỏ cảm xúc. Đặc biệt chị em phụ nữ thì biểu hiện cảm xúc là một đặc tính của họ. Khác biệt giới tính này giúp cho chúng ta không trách móc, hờn dỗi, và thay đổi bằng một tâm lý thông cảm trên nền tảng hiểu, để chúng ta không gây khó dễ nhau và không hiểu lầm nhau. Gây khó dễ và hiểu lầm vốn là một trong những nguyên nhân phá hoại hạnh phúc gia đình. Các điều sau đây chúng ta nên nắm. Một, nhỏ, không nên vui quá vì sẽ hại tim và dẫn đến tình trạng bị nhũng não về sau. Vui quá mức dẫn đến tình trạng là tiêu thụ quá đà, rồi sa vào con đường mà mình gần như đánh mất bản thân. Cho nên đàn ông không nên vui trong các chầu nhậu, vì vui quá mức sau thời gian nửa tiếng, một tiếng, hai tiếng không còn là chú với cháu nữa mà mày với tao. Nói sóc vào một câu là có thể đánh lộn, có thể dùng các hung khí, và cuối cùng một người thì chết, kẻ thì tù tội. Tình trạng như thế này diễn ra khắp nơi trên toàn cầu. Còn chị em phụ nữ mà vui quá dễ bị người ta lừa, dễ bị mất kiểm soát bản thân và trở thành nạn nhân của những người lợi dụng. Hai, nhỏ, không nên buồn quá vì hại phổi và ảnh hưởng đến khí. Khí là cái nguồn chu cấp sức khỏe và sự sống cho con người. Thực tập thiền và niệm Phật theo tinh thần Phật dạy, chúng ta sẽ hít thở thật sâu để nuôi dưỡng khí và nuôi dưỡng phổi, để từ đó neuron thần kinh được làm mới, máu được tươi nhuận, quá trình trao đổi chất được diễn ra một cách tốt lành. Còn buồn quá đó là theo Đức Phật đó, phần lớn là do vì chúng ta bị vướng kẹt vào các kinh nghiệm buồn, sự kiện buồn đã qua. Đang khi nó không còn nữa, mỗi lần ký ức nhớ về, chúng ta tái hiện lại nỗi đau, hâm nóng lại thêm một lần nữa, và sự kiện kết thúc đó lại có cơ hội tấn công và hành hạ mình. Rõ ràng không đáng như thế. Những nỗi lo lắng về tương lai, về những chuyện tốt và xấu cũng có thể làm cho chúng ta rủ buồn. Buồn dù là bất cứ việc gì, chuyện người thân, chuyện bản thân, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại hay chuyện tương lai, đều dẫn đến việc hại sức khỏe. Người tu học trở nên điềm tĩnh, không nên thể hiện buồn và vui quá mức, mà chúng ta cần phải làm chủ được dòng cảm xúc của mình, để trong mọi tình huống ta đủ sức thông minh và khôn ngoan
thấy rõ được căn đế của vấn đề và giải quyết nó một cách có hiệu quả. Cái chết, cái thất tình, cái khổ đau, cái thất nghiệp, sự tán gia bại sản, bị lừa đảo, vân vân, đều là những duyên cớ dẫn đến nỗi buồn. Người tu học Phật biết rõ vô thường, cho nên thay vì buồn, chúng ta chiêm nghiệm lại các tình huống, rút kinh nghiệm để không bị rơi vào tình trạng tương tự trong tương lai. Thì sự đầu tư nhận thức này đó sẽ giúp cho chúng ta giải quyết được vấn nạn. Thay vì buồn á, chúng ta bị chìm vào cái chuyện đã qua thôi, mà vốn nó không nên tiếp tục hành hạ chúng ta nữa. Ba nhỏ không nên giận quá vì sẽ hại gan. Giận á, là biểu hiện của tâm sân. Giận quá con người có thể giết người, gây thương tổn mạng sống, đập cửa, xô bàn, phá tài sản, phá vật dụng, la quát, hét, chửi bới, quyền rủa, hay là giận tím mặt, hay là đỏ mặt mày, hoặc là chúng ta khỉ nhổ, làm bất cứ một việc gì để hả dạ và đưa lòng. Theo Đức Phật đó, càng làm như thế đó, thì nỗi khổ niềm đau ở chúng ta ngày càng gia tăng thôi. Là bởi vì những cơn giận tức như thế chỉ làm cho vấn đề trở nên căng thẳng hơn. Mà đang khi đó, để giải quyết vấn đề, ta cần điềm tĩnh và có chiều sâu. Do đó ai nóng tánh nên tập thói quen phản ứng chậm. Thì phản ứng nhanh đó, chúng ta không kiểm soát được tâm. Lỡ mà nói một câu gì đó không vui, quan hệ tình thân bị đổ vỡ, rất khó hàn gắn lại. Giống như một cái ly rớt xuống đất, vỡ nát rồi, có dùng cái dụng cụ hàn gắn thì nó vẫn là cái ly không toàn vẹn. Chỉ bằng chúng ta trì hoãn phản ứng để có thể làm chủ được cảm xúc, làm chủ được lời nói, làm chủ được thói quen ứng xử, chúng ta không phải rai rứt hay nuối tiếc về sau này. Chuyện đâu còn có đó. Để trì hoãn phản ứng, hãy hít thở thật nhẹ nhàng, thật thư lắng. Đè nén sẽ dẫn đến các tác dụng phụ mà hậu quả của nó rất là nguy hại. Bốn nhỏ, không nên sợ quá vì sẽ tổn hại thần kinh. Nỗi sợ hãi được nuôi dưỡng bằng thực phẩm thiếu hiểu biết. Sợ Thượng Đế, sợ các thần linh vì chúng ta không có đủ trình độ khoa học để thấy rằng Thượng Đế và các thần linh chưa từng có thật. Sợ các loại thiên tai như là sự giáng các hậu quả xấu từ Thượng Đế xuống con người, như đã được nêu ra trong các cơ khánh, là do chúng ta không có kiến thức về duyên khể và nhân quả được Đức Phật giảng dạy. Sợ chết, sợ bệnh, sợ tai nạn, sợ thất nghiệp, sợ điều xấu, sợ thằn lằn, sợ con chuột, sợ sâu rợm, vân vân, đều là những nỗi sợ hãi không nên có. Vì không phải vì sợ mà những thứ này không diễn ra, nó vẫn diễn ra bình thường. Còn người có tu học Phật biết rất rõ, tôi sống tốt, làm việc lành, có cơ hội làm chủ thân và tâm, cho nên tôi không phải sợ việc gì. Việc thế nào hãy hoan hỷ chấp nhận như thế đó, điềm tĩnh tìm nguyên nhân để xác định đâu là giải pháp hữu hiệu. Còn những chứng bệnh lo sợ có gốc rễ từ bệnh quan tưởng, nó là một loại bệnh tâm thần cần phải được điều trị bằng y khoa. Dấu hiệu của quan tưởng sợ hãi đó là người bị bệnh sẽ không tự tin, thường ẩn núp ở trong bóng tối, chui ở trong gầm cửa,
hay là ẩn náu ở dưới gầm giường, thái độ rụt rè, e lẹ, sợ sệt. Và những cái thái độ như thế đó, nó là một cái bệnh lý cần phải điều trị, bằng không rất khó có thể vượt qua. Năm nhỏ, không suy nghĩ quá nhiều vì dẫn đến hại tỳ. Suy nghĩ nhiều á, hại tỳ và thần kinh. Đang khi Đức Phật dạy chúng ta đó là hãy thực tập hành xả, tức là buông xả nỗi khổ, nỗi lo, rầu, căng thẳng, giận tức, quan trái. Tâm chúng ta mới có đủ cơ hội và không gian để chứa đựng trên cơ sở đón nhận nỗi niềm an vui, hạnh phúc từ những phước quả và từ những nỗ lực cao quý mà mình có thể thực hiện được. Người suy nghĩ quá nhiều dẫn đến giảm trí nhớ, gương mặt lúc nào cũng sầu lo, u não, làn da trở nên thiếu sáng láng, và cuộc đời của người đó trở nên rất bi quan, già trước tuổi. Còn người ít suy nghĩ đó, giải quyết vấn đề rất nhanh, chuyện nào cần giải quyết là quyết định liền, quyết định trên nền tảng nhân quả, cho nên sẽ không bị rơi vào các tình huống sai lầm. Đó là năm thái độ tâm lý nên tránh, và theo Đức Phật đó, nó là những biểu hiện của cảm xúc tiêu cực. Toàn bộ các pháp môn tu ở trong đạo Phật chẳng qua chỉ là những nghệ thuật khác nhau nhằm giúp cho các hành giả làm chủ được tâm thôi. Có người nặng về vui, có người nghiêng về buồn, có người đó chìm ở trong giận dữ, có người sống trong sợ hãi, có người đó thì quá suy nghĩ miên man, không có định hướng và lý tưởng. Để cho các phản ứng tâm lý vừa nêu đó xuất hiện quá nhiều, cơ thể con người trở nên mệt mỏi, bệnh tật. Do đó cần phải nỗ lực làm chủ vượt qua. Niệm Phật, thiền hành, tụng kinh, bái sám và tĩnh tâm là những kỹ năng có thể giúp cho chúng ta có được tiến trình thay thế tích cực. Đang khi làm các công việc có giá trị vừa nêu, tâm chúng ta không còn đủ cơ hội, thời gian và không gian để lo nghĩ và tạo ra các phản ứng tâm lý tiêu cực vừa nêu. Và bằng cách này đó, việc nào qua rồi thì hãy khép nó lại với quá khứ, đừng có kéo dài, đừng có dẫn đến những cái tình trạng lây lan, dây dưa mà vốn nó có hại cho sức khỏe và hạnh phúc. Vấn đề 3, thái độ sống tích cực. Sau khi làm chủ được năm tâm lý tiêu cực để được hạnh phúc, thì chúng ta cần phải có lối suy nghĩ và thái độ rất tích cực. Tích cực ở đây nó liên hệ đến chánh tri kiến, tức là nhận thức đúng về bản chất của một sự vật là tùy thuộc vào nhân quả và duyên khởi. Cho nên thay vì chìm vào những nỗi buồn, lo, sợ, người tu học Phật đó sẽ rất hoan hỷ, thản nhiên trước các biến cố diễn ra trong cuộc đời của mình và người thân. Thản nhiên không có nghĩa là vô tư, thờ ơ, bàng quan với nỗi khổ niềm đau của người thân và tha nhân. Mà ở đây đó, chúng ta không để cho các cái biến động ở trong cuộc đời đó làm cho tâm mình bị gợn sóng. Nhờ đó ta mới đủ sáng suốt để giúp đỡ cho những người thân và người dân trong cuộc mà vốn dĩ họ đang bị quán gà hoặc là bị bí lối. Còn nếu mình cũng lính quýnh như họ thì làm sao chúng ta có thể giúp được họ? Ba thái độ sau đây rất cần thiết. Thái độ 1, chấp nhận với tất cả những gì đang có với tâm hoan hỷ và không tự trách.
so sánh giữa ta với người khác, giữa chồng vợ mình với chồng vợ người khác đều được xem là các khập khiển. Ngoài trừ so sánh tích cực để chúng ta phấn đấu vươn lên, nó có thể giúp cho chúng ta làm được nhiều việc làm. Ví dụ khi mình so sánh kiến thức của mình với trí tuệ của Đức Phật, ta thấy ta chỉ là một hạt cát, còn Đức Phật là một quả núi. Nhờ so sánh như thế, chúng ta không thỏa mãn, hãnh diện, tự hào về cái kiến thức của mình quá hạn hẹp. Nhờ đó chúng ta nỗ lực học nhiều hơn, tham cứu nhiều hơn và mở mang được kiến thức nhiều hơn. So sánh là các việc làm của mình giống như một giọt nước, đang khi các nước Phật là biển cả, để chúng ta không thỏa mãn trước các hoạt động từ thiện đang làm mà phải nỗ lực làm nhiều hơn thế nữa. Đó là so sánh tích cực. So sánh tiêu cực á, người đàn ông có thể nghĩ vợ mình tệ hơn vợ thằng Đậu, vợ mình xấu hơn vợ thằng Đậu. Và tương tự, các quý bà nếu so sánh chồng mình với chồng người khác, các quý bà sẽ thấy chồng tôi tệ hơn ông thủ tướng. Tệ thủ tướng là phải rồi, thủ tướng ta phải tài đức song toàn, ta mới có được cái vai trò như thế. Còn chồng mình là một thường dân, sao bằng thủ tướng? Không chịu quan hệ chấp nhận mà cứ đi so sánh khập khiển, cho nên chúng ta sẽ khó có thể được hạnh phúc. Hài lòng và biết đủ là thái độ ứng xử tâm lý tích cực. Đã chọn mặt gửi vàng ai rồi, ta hài lòng với người đó. Bên cạnh, ta thấy rõ được những ưu điểm, và đồng thời chúng ta cũng thấy rõ được những khuyết điểm để không phải bị sốc. Thông cảm, nâng đỡ, dìu dắt, hỗ trợ nhau để cả hai cùng tiến bộ và hạnh phúc. Tốt hơn là so sánh tiêu cực, rồi mạt sát, nặng nhẹ, chì chiết, tranh luận hơn thua. Vì những điều này đó vốn dẫn đến sự phá hoại hạnh phúc gia can và quan hệ tình thân. Đồng thời cũng không nên tự trách cứ mình quá nhiều, nhất là những người quá tốt. Người quá tốt á, thì dễ chấp vào sự tử tế. Khi có một cái sơ suất nào đó, chuyện người ta không ai nhớ đến, không ai bận tâm về, mà cái người quá cầu toàn, quá chấp trước về sự tử tế, tự hành hạ mình, nghĩ mình là tệ lậu, nghĩ mình là xấu, nghĩ mình là trở ngại thế thế kia, do đó đã làm cho mình không thể nào có được cơ hội để hạnh phúc. Và điều này cũng nên tránh. Thái độ 2, thích nghi với hoàn cảnh. Hoàn cảnh luôn thay đổi, tâm con người bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh là điều chúng ta không thể phủ định. Không có thích nghi, chúng ta rơi vào trạng thái ngày và đêm than vãn, trách móc, hờn dỗi. Và than vãn dẫn đến bất mãn, bất mãn là dẫn đến thái độ cất cốc cần đề. Ta nghĩ rằng là ta không cần ai hết, mà đôi khi cuộc sống là một tương quan đa chiều. Bất mãn có hai khuynh hướng tâm lý: bất mãn tích cực và bất mãn tiêu cực. Bất mãn tích cực á, chúng ta không hài lòng với những điều xấu, dở và bất toàn của những người khác. Để từ đó chúng ta nêu ra một cam kết là tôi phải làm tốt hơn. Nhờ đó ta có được thêm nhiều tiến bộ. Bất mãn tiêu cực á, chúng ta sẽ dẫn đến tình trạng chán nản, thất vọng, tuyệt vọng. Và do đó chúng ta trách móc đời, trách móc người khác, đổ lỗi, chì chiết, phê bình, chỉ trích. Và dần dà chúng ta mất hết tất cả các người thân. Kết quả là tự cô lập mình, tự làm cho mình chìm trong nỗi khổ và niềm đau. Chẳng hạn như khúc quyên, lúc nào cũng nghĩ đề đục cả, một mình ta trong, đề sai cả, một mình ta tỉnh, cho nên cuối cùng trở thành một gã tâm thần,
và tự tử dưới sông Tiền Đường mà chết. Đó là bất mãn tiêu cực. Thích nghi với hoàn cảnh á, nó đòi hỏi chúng ta có một cái tầm nhìn xa, hiểu biết rộng, phân tích đúng được nhân duyên để dẫn đến các kết quả. Còn tắc kè, kỳ nhông, kỳ đà, các ké đều có thói quen thích ứng bằng sự tỏa màu sắc ở trên làn da của chúng. Nếu đang bò trên sa mạc cát, làn da của nó sẽ ngả sang màu trắng nhiều. Nếu đang có mặt ở bên một vách đá, nó sẽ ngả sang màu xám đá. Nếu đang có mặt trên những chiếc lá vàng, nó sẽ ngã theo cái màu hơi vàng vàng. Và giờ như thế đó, nó tin rằng là các con vật lớn hơn, dữ hơn không phát hiện ra nó là một con vật. Nhờ đó mà nó được an toàn. Đó là tính thích nghi. Con người đó là một loại động vật văn hóa, xã hội và đạo đức, có kinh nghiệm, có truyền thông. Do đó con người dễ dàng thích nghi hơn con vật. Thích nghi không phải là thay đổi chính mình, mà thích nghi là trong các hoàn cảnh khác nhau, ta không làm cho mình bị khổ đau. Mặc dù mình có lập trường sống, có lối sống khác với những người ở trong một môi trường đó. Thích nghi với cái tốt để có thêm tiến bộ. Sống chung với những điều chưa như ý nhưng lại không bị nhiễm đắm bởi nó là một thích nghi tích cực. Thái độ 3, điều chỉnh tâm lý để đạt được những điều mong muốn. Khi chúng ta mới lập nghiệp á, phần lớn ai cũng sốt sắng nghĩ rằng là tôi sẽ đấu tranh với tất cả các bất công để góp phần xây dựng một xã hội công bằng. Nhưng khi chúng ta có kinh nghiệm rồi đó, thì thay vì nỗ lực chống lại một cơ chế, thì chúng ta nỗ lực thay đổi chính mình để thích hợp với các hoàn cảnh và điều kiện. Mà mình có nỗ lực cơ gì đi nữa cũng không có một sự thay đổi khác hơn. Điều chỉnh như thế, có tình huống là tiêu cực, có tình huống là tích cực. Ví dụ sống trong một cái xã hội hoặc là trong một làng xóm mà ai cũng rượu, hút thuốc, đánh bài, mà mình là điều chỉnh để giống với những người đó, thì chúng ta sẽ trở thành là cá mè một lứa. Ta gieo các nghiệp xấu và bị đồng hóa bởi các thành phần bất hạnh vừa nêu. Đây là điều nên tránh. Điều chỉnh tích cực là chúng ta làm sao ở trong những hoàn cảnh thuận và nghịch, những gì mình mong mỏi là tích cực, nỗ lực làm hết tất cả bằng những phương pháp, đổ dồn công sức và thời gian, chúng ta hãy hài lòng với kết quả đạt được, vì mình đã làm hết mức rồi, không có thiếu trách nhiệm, đầy đủ các cam kết, thì không có lý do gì mà chúng ta cần phải gọi là suy nghĩ lại nữa. Như thế ta dễ dàng điều chỉnh được thái độ sống ở trong các cái hoàn cảnh sống, và cái gì chúng ta có thể thay đổi được thì nỗ lực làm dứt khoát, không chần chừ, không do dự, không sợ hãi, không ngại khó, không bỏ cuộc giữa chừng. Trước sau gì chúng ta cũng đạt được các thành quả đó trong tầm tay của mình. Đó là ba thái độ sống tích cực làm cho chúng ta có bản lĩnh với một sức chịu đựng bền dai. Cho nên nỗ lực nào rồi cũng dẫn đến các kết quả dễ như là một phần tưởng thưởng xứng đáng. Vấn đề 4, năm bí quyết sống lâu. Thì đây là quan điểm của người Trung Quốc, tập hợp từ những dữ liệu sống trong đời sống đời thường. Một nhỏ, lạc quan. Lạc quan sẽ giúp cho hệ thống kháng thể được nâng cao, và đó chúng ta dễ dàng vượt qua được những gian khó.
Lạc quan là một thái độ tích cực, để giúp chúng ta tăng cường được bản lĩnh và sức chịu đựng. Và nó làm cho mình lên dây cót được tinh thần, rồi tự mình cắt bước đi. Sau khi té ngã, chúng ta tự đứng dậy, không than vãn, không khóc lóc. Và hãy xem tất cả những cái cảnh huống vừa nêu á là một cái gì đó mà mình cần phải vượt qua. Lạc quan sẽ giúp cho ta trở nên sốt sắng hơn và không bị các nỗi khổ niềm đau tấn công nữa. Còn kẻ bi quan, chán trường, tuyệt vọng dẫn đến yếm thế. Và do vậy đó, cái nguồn tiềm năng dầu ở họ là rất lớn, họ vẫn khó có thể phát huy được. Người có chiều sâu về nhân quả, thấy rõ những việc làm tốt sẽ có những kết quả tích cực, cho nên trở nên rất lạc quan. Và mọi điều xấu đó đều sẽ đến hồi kết thúc, không có gì là vĩnh hằng. Cho nên thay vì ta chìm vào trong nỗi khổ niềm đau, chúng ta lạc quan hưng phấn hơn, để chúng ta có đủ thêm nhựa sống và những cái khích lệ để đẩy mình trong cái quỹ đạo bài bản, làm cho đạt được thành công. Hai tí, một tí thoải mái và một tí nhiệt tình. Nhiệt tình đó là thái độ xung phong, nói về Phật giáo là phát tâm. Phát tâm đó nói đủ là phát tâm Bồ Đề, tức là hướng tâm mình về trí tuệ, một nhận thức, kiến thức trên nhân quả và giải quyết các vấn nạn. Nhờ phát tâm Bồ Đề đó, chúng ta trở nên nhiệt tình hơn, tìm việc thiện mà làm. Ví dụ như trước đây đó, chưa là Phật tử, mỗi lần gánh vác cái trọng trách lo cho cha mẹ, chúng ta có thể phân bì tại sao tôi phải làm tất tần tật mọi thứ cho cha mẹ, còn các anh chị em khác thì không ai làm gì hết. Nhiều khi đó do người ta tính toán và thiếu trách nhiệm mà mình có được phước gấp đôi, gấp bội phần. Không ai làm hết cho mình làm, mình có phước. Ngay cả làm việc trong công sở, có nhiều người nghĩ đơn giản như thế này: tôi làm nhiều, tôi cũng chỉ hưởng được chừng đó lương. Do đó tôi ăn gian được thời gian ở trong công sở nhiều chừng nào tốt chừng đó cho tôi, để tôi làm việc khác. Và ăn gian như thế là đang mắc nợ. Còn á, một công việc nào đó mà sức đầu tư của nó chỉ cần một tuần lễ, nếu ta có trình độ cao hơn những công nhân bình thường, ta có thể làm nó trong vòng 5 ngày. Thời gian còn lại, thay vì ta ngồi chơi không, thì hãy làm thêm một việc gì đó. Dù không có được thưởng lương, chúng ta vẫn được tăng trưởng công đức và phước báo nhờ cái tâm nhiệt tình, đam mê với công việc. Và bằng thái độ này đó, thì người Phật tử khi vào chùa tìm việc mà làm công quả, nỗ lực xung phong tình nguyện để làm. Chứ nhiều người đó là rất hiểu lầm lời Phật dạy, nghĩ là sau khi đi chùa rồi tôi sẽ buông hết mọi thứ. Ai mời gọi cái gì đó đều trả lời cái câu đơn giản là gì? Để tùy duyên. Đạo Phật không dạy tùy duyên. Đạo Phật dạy đó là tạo năng duyên tốt. Còn tùy duyên á là gần như mình chấp nhận cái số phận ăn bài rồi. Tùy duyên là một học thuyết của người Trung Quốc mà Việt Nam chúng ta ảnh hưởng bởi. Đang khi Đức Phật dạy là nỗ lực và chủ động tạo nhân lành, hạn chế nhân xấu. Nhờ đó cái tính nhiệt tình, năng động trong xung phong tình nguyện và phát tâm sẽ được tăng trưởng. Và phước báo cũng giống như tiền tạo ra tiền, tăng trưởng qua năm tháng. Người nhiệt tình sẽ không chơi việc này nhỏ, không đáng với cái năng lực và vị thế của tôi. Đang khi chờ một việc lớn hơn, những việc nhỏ hơn ta làm vẫn tốt hơn là không làm cái gì.
Kẻ thiếu nhiệt tình á, dễ rơi vào trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là một thái độ tiêu cực, về lâu về dài đó là một bệnh lý tâm thần cần phải được điều trị y khoa. Một tí thoải mái là rất cần thiết. Một ngày đó có 24 giờ, 8 giờ ngủ, 8 giờ sinh hoạt gia đình, 8 giờ đó làm việc. Nếu như chúng ta không tự tạo cho mình những không gian thoải mái, những hoạt động thoải mái, những niềm vui thoải mái, hợp pháp, hợp đạo đức, có lẽ cuộc đời chúng ta trở nên tẻ nhạt và buồn khổ lắm. Cuộc đời này nó quá nhiều những điều trắc trở rồi, cho nên phải làm sao cho tâm được thoải mái, để niềm vui hạnh phúc lúc nào cũng chào đón mình. Và chúng ta là những người Phật tử xứng đáng để tiếp nhận được hạnh phúc từ một lối sống an vui, thư thái, thoải mái, bình an. Cho nên mỗi ngày nhớ cười, nhớ tùy hỷ công đức, nhớ làm các việc lành. Đây là những cơ hội giúp cho tâm chúng ta trở nên thoải mái và thư thái hơn. Ba quên. Thứ nhất là quên tuổi tác già. Cái già đó được hiểu bằng ba góc độ: già sinh học, tức là qua năm tháng tóc chúng ta bạc, da nhăn, gối mỏi, cơ thể béo phì xấu đi. Người lớn tuổi già cả đó thì xương đó, bắt đầu nó rút ngắn lại, chiều cao của chúng ta bị rút lại trung bình là 1 cm, bệnh tật gia tăng nhiều hơn. Đó là già về sinh học. Già về thái độ đó là do vì chúng ta trở thành là ông già bà già trước tuổi, giống như ông cụ non bà cụ non vậy, là tính cách khó khăn, chấp trước, bất bẻ, lý sự, hơn thua, chì chiết, tranh chấp. Những thói đó làm cho chúng ta trở nên khó ưa, khó thương, khó chịu đối với mình và đối với người. Cái già đó là làm cho mình cảm thấy mệt mỏi lắm. Thứ ba đó là già về tuổi tác, là tuổi bình thường lớn thì chúng ta già, nhưng mà nếu tâm hồn chúng ta tươi trẻ thì trong một cơ thể già chúng ta vẫn tiếp tục làm được một số việc hữu dụng. Tuổi về hưu là tuổi đối diện với 4 bức tường nhiều hơn. Nhiều người Nhật đã phải tự tử ở tuổi già vì đối diện với nợ nần. Con cái tự lập, sống ở nhà riêng, bệnh tật, rồi tất cả mọi sự nghiệp đó phải khựng lại. Nhiều người trầm cảm quá chịu được không nổi, cho nên chọn lấy con đường tự tử. Người già tự tử ở Nhật Bản đứng đầu trên toàn cầu về tỷ lệ dân số, phần lớn là do bế tắc. Cho nên là lớn tuổi mà chúng ta vẫn còn năng động làm việc này, tham gia việc kia đó, thì cuộc sống nó trở nên tươi mát hơn, hạnh phúc hơn. Có một cặp vợ chồng, chồng đã 80 tuổi rồi mà vẫn còn làm hiệu phó của một trường đại học theo hợp đồng. Bà vợ thì rất lo, vì bà cũng đã 70 tuổi rồi, bà muốn chồng bà ở nhà nghỉ ngơi để được con cháu chăm sóc, gia đình quá khá giả, thậm chí là giàu nữa, đâu có thiếu đâu mà cần phải đi làm. Bà đến là nhờ chúng tôi khuyên ông làm sao để từ bỏ việc đi làm. Chúng tôi khuyên bà là hãy từ bỏ quan điểm đó đi, hãy để cho ông tiếp tục đi làm. Thì cái niềm vui đó làm cho ông cảm thấy rằng ông sống có giá trị. Kiến thức của ông á, tiếp thu được nhiều chục năm, bây giờ vẫn còn hữu dụng truyền trao cho nhiều thế hệ sinh viên. Vấn đề đáng lo là thế này: sau khi về hưu đó, nhiều người đàn ông á, sanh tật, hưởng thụ, ăn chơi. Nhiều người đàn bà đó, sanh tật, khó khăn, cáo gắt, chấp trước, thì nên vượt qua. Chứ còn nỗ lực, năng động tiếp tục làm những việc có giá trị và có lợi ích đó, thì đáng được khích lệ. Vì như thế sẽ giúp cho người già quên đi tuổi già,
Và nhờ quên tuổi già, chúng ta mới thật sự sống được hạnh phúc. Thứ hai, quên bệnh tật. Già sanh bệnh là một quy luật. Châu đầu để ý vào bệnh tật á, thì khó có thể sống được hạnh phúc. Không ai mà không có bệnh. Đức Phật vì bệnh như là hậu quả của 6 năm tu khổ hạnh, Ngài bị bệnh bao tử. Ở tuổi 80, Đức Phật qua đời vì chứng bệnh ung thư bao tử. Ăn phải nấm độc do Thuần Đà cúng bữa cơm cuối cùng, Đức Phật đã trút hơi thở dưới rừng Ta La Sông Thọ. Các hòa thượng, các cao tăng trong các chùa cũng chết vì bệnh. Lịch sử của loài người đều chết vì bệnh, không bệnh nặng thì cũng bệnh nhẹ. Do đó bệnh là quy luật. Nhớ về bệnh nhiều chúng ta sẽ bị ám ảnh. Phớt lờ về bệnh là liều mạng, vì như thế bệnh sẽ gia tăng. Người tu học Phật không đào tẩu, không phớt lờ, không cường điệu quá, thấy rõ bệnh ở đâu chúng ta nỗ lực điều trị, nhưng không quan trọng quá nó, để điều trị chúng ta có cơ hội tái phục hồi sớm. Thứ ba, quên hận thù. Hận thù là kẻ thù của hạnh phúc. Hận thù làm cho chúng ta đó thành kiến, ác cảm và trở ngại với người khác. Hận thù đó xây dựng lên các vạn lý trường thành, các bức tường Berlin, các dãy Trường Sơn giữa mình với một người đã từng là người thân, người thương, người quý trọng, hoặc giữa mình với các đối tác, giữa mình với những người đã từng cộng sự. Rộng lượng, cảm thông, bao dung, lượng thứ là các đức tính mà Đức Phật dạy người tu học Phật cần phải phát huy. Nhờ đó, thay vì chấp mắt dẫn đến thù và hận, tức và hờn dỗi, ta nâng cao cái chất liệu của tâm để có thể giúp đỡ cho những người kém may mắn hơn mình. Và nếu sự giúp đỡ đó không thành công, chúng ta không còn rai rứt nữa, ta đã làm hết bổn phận và trách nhiệm rồi. Vấn đề còn lại, người đó bị kẹt vào trong cái mớ và màn nhện của nghiệp riêng. Nghiệp riêng của họ, họ phải chịu. Chúng ta không phải chia sẻ với hậu quả của nghiệp đó, cho nên không phải bận lòng nữa. Và hãy trút bỏ cơn hận thù. Quán tưởng ngục tù được tháo mở, dây xì xích bị chặt đứt, lòng chim được mở ra, để cam kết rằng là cái hận và thù dần hờn dỗi tức tối giữa tôi với bất kỳ một người nào cũng giống như thế. Ít nhất chúng ta giải phóng được nỗi hận thù ở phía tâm mình. Còn phía còn lại, người ta cố chấp, không hợp tác, không cùng tháo mở, không nỗ lực là nghiệp riêng của họ. Chúng ta không bị chịu trách nhiệm nhân quả về vấn đề này. Bốn có. Thứ nhất, có nhà ở. Không có nhà ở thì vào mùa nóng quá nực, vào mùa lạnh quá thấu xương. Ở đất nước Ấn Độ, một số bang ở miền Bắc, mùa lạnh tháng 12 và tháng 1 có thể lên đến 2-3 độ C. Hàng trăm người nghèo vô gia cư phải chết lạnh cống ngoài trời. Vào những tháng mùa hè, nhất là tháng 6, tháng 7 dương lịch, độ nóng có thể thỉnh thoảng lên tới từ 42 đến 45 độ C. Do vì không có nhà cửa, không có tiện nghi để tháo mở cái cơn nóng đó, cũng hàng trăm người thỉnh thoảng đã phải chết trong những năm nóng nhất. Ngôi nhà là một phương tiện an ninh cho sự sống của con người. Nó cũng là biểu hiện của tổ ấm, tức là hạnh phúc trong tương quan giữa cha mẹ với con cái, vợ với chồng, anh chị em và người thân. Không có nhà thì chúng ta khó có tổ ấm. Các loài động vật, chim chóc, cá dưới nước, loài bò sát và loài trên cạn hầu như là không có được nhà. Nó rất là đơn giản, cái tổ chim
nó chỉ một phân nửa, không có gì che bên trên đó. Và có những con chim khéo léo thì làm một cái ổ giống một cái ủ gì đó chui vào, nhưng rồi mưa nắng cũng ảnh hưởng, một cơn gió lốc thoảng qua nhiều ổ chim đã tan nát. Con người có phước báo hơn vì có được ý thức phát triển, xây dựng được nhà bền vững bởi nhiều chất liệu bền vững để có thể sống một đời sống an ninh và hạnh phúc trong đó. Mà muốn mà có được nhà thì chúng ta phải có phước báo, biết làm ăn, có kiến thức nhân quả về kinh tế. Thứ hai, có bạn đời. Là người tại gia mà không có bạn đời đó, đôi lúc trở nên cô đơn. Người xuất gia đó thì không bận tâm đến, không thèm đến bạn đời, bởi vì họ cô độc nhưng không cô đơn. Cô độc là ở riêng một mình, cô đơn nó thuộc về thái độ buồn chán vì không có người đồng hành. Do đó người tại gia cần phải biết hài hòa, chọn người tốt làm bạn, sau đó trở thành vợ chồng. Sống như thế đó thì thái độ nó trở nên thoải mái, tâm lý không bị cáu gắt. Chị em phụ nữ mà từ nhỏ đến lớn không có chồng đó, nếu không có tu là khó chịu lắm. Đàn ông từ nhỏ đến lớn không có vợ, nếu thiếu tu cũng rất là cáu gắt. Cho nên là người tại gia, việc có vợ có chồng là chuyện bình thường, được Đức Phật cho phép và giới luật Phật giáo bảo hộ cho các quyền lợi đó, miễn là chung thủy một vợ một chồng. Thứ ba, bạn tri âm. Ngoài người bạn đời, tức là đồng hành chúng ta về lý tưởng, đời sống, sự nghiệp, hiểu biết, cảm thông, chia sẻ hạnh phúc, thì mỗi người cần phải có bạn tri âm đồng giới phái để có thể chia sẻ chiều sâu hơn. Bạn tri âm á, phần lớn xuất thân từ bạn đồng nghiệp. Cùng một khuynh hướng, chúng ta dễ dàng chia sẻ những hiểu biết, những quan điểm, những mối quan hoài. Và mỗi khi bị dướng phải nỗi khổ niềm đau đó, người bạn tri âm đó có thể bày vẽ các nghệ thuật, mẹo vật, kỹ năng, cẩm nang giúp cho chúng ta vượt qua. Và bạn tri âm ở trong Đạo Phật được gọi là thiện hữu tri thức, gọi tắt là thiện tri thức. Tức là người bạn có tri thức nặng, tri thức đạo đức, tri thức nhân quả, không đổ dầu vào lửa, không làm cho vấn đề tệ hại hơn, mà giúp cho chúng ta có được một giải pháp thoát ra vấn nạn hiện tiền. Có được người bạn thiện hữu tri thức như thế là rất quý. Ta làm được rất nhiều việc, giải quyết được nhiều vấn đề, tiết kiệm được nhiều thời gian, tinh thần trở nên minh mẫn hơn, hạnh phúc hơn. Thứ tư, có lòng vị tha. Lòng vị tha là một đức tính của từ bi. Lòng vị tha đó trở nên cao cả, bởi vì ta thấy sự sống của mình nó tương quan với người khác. Cho nên thay vì dửng dưng, bàng quan, thờ ơ, thì chúng ta trở nên là người biết quan tâm, chia sẻ niềm vui là đang thực hiện lòng từ, nhổ lên nỗi khổ là đang trải nghiệm lòng bi. Và điều đó nó làm cho tâm chúng ta trở nên vị tha. Lòng vị tha còn được thể hiện qua sự bố thí và cúng dường, lợi ích cho tha nhân, không mong cầu đền đáp. Ta làm để hoàn thiện nhân cách của mình, làm để trưởng dưỡng các giá trị cao quý. Bốn điều có vừa nêu sẽ giúp cho cuộc đời tăng trưởng các giá trị sống. Năm phải. Thứ nhất, phải vận động, tức là tập luyện thể dục thể thao, vận động toàn thân ít nhất là 2 lần một ngày, 15 phút mỗi lần. Trong kinh A Di Đà, Đức Phật dạy phạn thực kinh hành là một vận động toàn thân. Sau khi ăn cơm, thiền hành từng bước thảnh thơi. Mỗi ngày có 3 cử cơm, mỗi một cử cơm chúng ta mất 15 phút ăn, cộng với 15 phút đi thiền hành, tức là đi bách bộ, niệm Phật thầm trong tâm thôi chứ không có niệm ra tiếng, chúng ta sẽ xa tránh được rất nhiều các bệnh tật.
ăn cơm xong rồi làm việc liền, nhất là làm việc văn phòng, hay là nằm ngủ liền, đều dẫn đến các chứng bệnh tim mạch, và nó dẫn đến đau nhức xương khớp và nhiều biến chứng về sau. Nhớ lời Phật dạy trong kinh A Di Đà: ta đi kinh hành không cần niệm Phật, thư thái, thoải mái, bình an. Và vận động này đó sẽ làm cho cơ thể trở nên dẻo dai hơn. Các loại thể thao ngoài thiền hành và kinh hành chúng ta có thể chọn lựa, bao gồm bơi lội, chạy bộ, những loại thể thao phù hợp với giới tính, thể dục thẩm mỹ, thể dục dụng cụ, yoga, thái cực quyền, hoặc một loại võ thuật nào đó, làm đúng phương pháp, không quá gắng sức và nỗ lực nhiều, ăn uống đầy đủ, chúng ta sẽ có được một cái sự vận động tích cực cho tuổi thọ và sức khỏe. Thứ hai, biết cười. Cười làm cho chúng ta tươi trẻ hơn, hân hoan hơn, hạnh phúc hơn. Ai mà tiết kiệm nụ cười đó thì nên thờ Đức Phật Di Lặc ở trong nhà. Và các quý Phật tử tại chùa Huệ Quang mình nên thành lập một câu lạc bộ cười. Khi mình cười đó như một nghệ thuật trị liệu, chúng ta cười khá 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 thoải mái để nó tống khứ tất cả các trược khí ra bên ngoài, và nó làm cho toàn bộ hệ thống thần kinh và quá trình trao đổi nó diễn ra một cách rất là tốt đẹp. Nó có giá trị thay đổi sức khỏe và làm cho con người trở nên hân hoan hơn, lạc quan hơn. Còn ai dễ chán nản, bỏ cuộc, thất vọng, tuyệt vọng, buồn chán, bi quan, yếm thế, mỗi ngày nên xem phim cười hoặc là gala cười, tức là hài kịch, phim hài 30 phút. Khi giao du tiếp xúc mọi người, chúng ta cũng nên tập cười. Tập cười một cách vô tư, chứ không phải cười để mà quyến rũ người khác, dụ dỗ người khác. Để nụ cười được tươi, hạnh phúc được tốt, đang khi cười chúng ta liên tưởng gương mặt tươi là gương mặt của Đức Phật Di Lặc. Còn chị em phụ nữ đang cười mỉm chi thì quán tưởng rằng gương mặt tươi giống như Đức Phật Thích Ca giơ một cái hoa sen lên, Ngài Ca Diếp mở miệng cười và Đức Phật mở miệng cười, đó là cười duyên. Hoặc chúng ta quán tưởng gương mặt mình đang nở tươi cười như là hoa hướng dương hoặc là hoa sen, hai loại hoa mà tính đặc thù của nó vượt trội hơn các loại hoa khác. Cứ liên tưởng như thế thì niềm vui đầy ắp trong tim, trong tâm, trong đời sống của mình. Thứ ba là phải lịch sự hòa nhã. Điều đạo đức thứ tư của người Phật tử là phát ngôn hòa bình, hòa hợp, có giá trị, không chì chiết, có lịch sự, có hòa nhã và có giá trị. Cái giữ đúng cái nội dung của điều đạo đức thứ tư này, chúng ta dễ dàng đắc nhân tâm trong các tương quan gia đình và xã hội. Có nhiều người rất đẹp nhưng mà ăn nói rất vô duyên, người ta không ưa được. Bây giờ mình đẹp, có vai trò vị thế xã hội mà còn nói rất hòa nhã lịch sự, chắc chắn rằng là mọi người đều quý trọng. Người vợ mà muốn chồng giúp đỡ công việc gia đình để được tăng cường hạnh phúc thì mỗi lần nhờ cái gì phải nói nhỏ nhẹ: anh làm ơn giúp em cái này. Ông ấy làm ô sin của mình vẫn thấy vui. Ba nó làm này nha, lát nữa mẹ nó về mà thấy không xong rồi coi chừng à, thì đảm bảo ông chồng đó dễ ngoại tình lắm. Tại vì á, cái to của đàn ông bị va chạm, đang khi ông ấy ở công sở, thư ký riêng, trẻ, đẹp, duyên dáng, nước hoa, ăn mặc sang trọng, dạ bẩm trình thưa, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói. Mẹ về nhà gặp bà vợ là sư tử Hà Đông, ăn nói thì như sư tử Hà Tây, làm giống như sư tử Hà Nội,
có nhiều tình huống giống như là sư tử hạ bá thì không thể nào hạnh phúc được. Thứ tư là biết cách nói chuyện. Để được hạnh phúc vợ chồng á, lời nói phải rất lịch sự, đừng nói móc, đừng tranh cãi, đừng hơn thua, đừng gì chiếc. Để giữ tình bạn, chúng ta cũng phải tuân thủ quy luật này. Để thành công với khách hàng được quyền nhận chúng ta, nói nặng nhẹ chúng ta. Nhưng người bán hàng không được đối đáp theo kiểu hơn thua đủ. Rất nhiều người làm tốt việc này đối với khách hàng, nhưng làm rất dở với người thân của mình. Vì ta nói rằng là ngoài xã hội tôi khoác một chiếc áo lịch sự, về nhà tôi cởi chiếc áo đó ra, tôi sống với cái chiếc áo tính cách của tôi để cho thoải mái, không bị đè nén. Đối với người thân lẽ ra ta còn phải là biết nói chuyện tốt hơn là nói với khách hàng của mình thì mới được hạnh phúc. Vì người thân đâu sống với mình đâu. Xin lỗi, vì người dân đâu sống với mình, chỉ có người thân mới sống với mình thôi. Người Việt Nam chúng ta có thói quen hơi đâu giận người dân nước lạ. Cho nên người thân mà lỡ nói một cái gì đó sơ suất là chúng ta chấp liền. Ông ấy là chồng tôi mà nói với tôi như thế, bà ấy là vợ tôi mà tại sao dám làm cho tôi mất mặt trước quần chúng. Chúng ta rất dễ chấp, và những cái chấp đó đã làm cho chúng ta nói chuyện không dễ thương nữa. Ông chồng đang buồn vì việc thua lỗ mà đem ra một cái chuyện gì đó trong nhà cằn nhằn cào nhào, chắc chắn là ông ấy sẽ bỏ đi nhậu rượu với bạn bè để tìm quên. Đến lúc mà đi ngủ, vợ chồng bên giường mà toàn là nói những cái chuyện thiếu nợ nần, thiếu này thiếu nọ, không làm sao được hạnh phúc, không thể nào ngủ được. Cho nên á, có việc nào quan trọng phải nói đang lúc mà người muốn nghe đó có được niềm vui thì mới có hiệu quả. Góp ý xây dựng ai đó thì ở chỗ riêng tư để cho người đó khỏi phải bị tự ái. Tán dương công đức người nào đó thì đừng tán dương một mình, mà phải tán dương ở chỗ tập thể để người ta cảm thấy hãnh diện, tự hào về những giá trị cao quý mà họ đã cống hiến và đóng góp. Đừng nghĩ rằng là mình có được cái quyền gia trưởng với tư cách làm chồng hay là làm vợ hoặc là làm cha mẹ, rồi mình muốn nói với người khác như thế nào thì cứ nói. Tránh những tình trạng nói như là một quan tòa, cứ phán quyết không cho người ta giải thích. Tòa án còn không được quyền làm như thế. Tòa án phải luận tội, có luật sư bào chữa, và bị cáo được quyền giải thích và trình bày. Cho đến lúc nào có đủ các bằng chứng và dựa vào các luật lệ, người đó mới được xem là phạm nhân và chấp nhận một cái bản án được tuyên. Mà không, người ta nói là nghi can thôi. Còn đăng ký á, là người thân bao gồm vợ chồng, cha mẹ, con cái, chúng ta phán như là đinh nóc cột vậy, không để cho người khác chia sẻ. Và thói quen nói chuyện này đó làm mất tình người rất nhiều, nên cố gắng tránh và vượt qua. Thứ năm, xem mình là người bình thường. Người tu học Phật á, có thói quen thực tập vô ngã từ lúc là Phật tử. Vô ngã về phương diện vật lý học á, tức là không có một thực thể thường hằng bất biến trong sự vật và hiện tượng. Nó được kết nối bởi các nguyên tố, thành tố, nguyên tử, phân tử, lượng tử. Và tri quy những thứ này thì chúng lại được tập hợp và hình thành bởi những cái khác nữa, không có cái lõi bên trong. Nhờ đó, khi đối diện trước vô thường, tan tóc, mất mát, tổn giảm, thay đổi, chúng ta không phải bị chìm vào nỗi khổ niềm đau. Về phương diện tâm lý học, vô ngã là thái độ khiêm tốn nhưng không nhún nhường, kính trên nhường dưới nhưng không trở nên hèn hạ. Ta sống một cách rất khiêm cung, nhã nhặn với mọi người, biết tôn trọng cả người lớn lẫn người nhỏ hơn mình.
cái gì hay lắng nghe, học hỏi, khắc phục. Cái gì dở của người khác thì nghe, rút kinh nghiệm, phớt lờ, bỏ qua hoặc góp ý trực tiếp để xây dựng họ. Không quan trọng quá chính mình. Rất nhiều người xem mình đó là bản lề của gia đình, là hệ quy chiếu của chân lý, là cái trụ cột của tất cả mọi thứ. Cho nên khi ứng xử mà nói những cái câu nói tôi là chủ của gia đình này, ông không chịu thì ra nhà mà ra chỗ khác mà ở, bà không chịu thì hãy cuốn gói mà đi, tao là chủ nhà này, tụi bay là con tao, không chịu thì ra ngoài đường mà ở. Đó là những lời nói quá quan trọng quá về chính mình. Người quan trọng quá về chính mình dễ bắt bẻ người khác, dễ tấn công người khác, phê bình, chỉ trích, thị phi, nói xấu, thậm chí là xuyên tạc, vu cáo và thiếu tùy công đức. Không quan trọng quá chính mình nhưng không nên đồng nghĩa với tự hạ thấp chính mình. Giá trị của mình á được xây dựng trên đạo đức, nhân cách, lối sống. Ta có thể hài hòa với mọi người nhưng không nên hòa tan với những thói xấu và hòa tan với những thành phần xấu. Giữ được lập trường, lý tưởng, quan điểm, dứt khoát, mạnh dạn và bảo vệ các lập trường quan điểm tốt đó. Coi trời bằng nắp dung, không xem ai ra gì. Có kiến thức cao, hiểu biết rộng cũng không ai dám sử dụng, vì ta cảm thấy là cái tiềm năng của rắc rối và rủi ro nó quá nhiều, quá cao rồi. Mâu thuẫn và xung đột đối với việc sống chung với những người khó tính, cắt mắt, rồi quan trọng quá chính mình và nghĩ lúc nào người khác cũng lợi dụng mình là rất lớn. Nhờ không quan trọng quá chính mình, mỗi khi nỗi đau tấn công mình, chúng ta không có than vãn: trời ơi, tại sao mà cái khổ đau dồn lên tôi thế này, tôi là tôi thôi, tôi là ai mà sao trần gian thế. Đó là câu nói của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn trong một bài ca, tự nhắc chính mình: tôi là ai, mình có là gì quan trọng đâu mà bắt người ta phải chiều mình, phải quỵ lị với mình, phải đề cao mình. Nhờ cái quan niệm đó cho nên khi nhân duyên việc làm của chúng ta ở một công ty, xí nghiệp, một bộ phận nào đó không còn được chấp nhận nữa, chúng ta nhẹ nhàng rũ bỏ ra đi, không có mắc gì đâu hết á. Các việc làm tốt của chúng ta mà nếu lỡ mà bị người khác ăn cướp công, nó có mắc đi. Người ăn cướp công á thì phạm vào cái tội ăn cắp. Còn mình á làm việc tốt mà chưa hưởng thì cái quả tốt đó sẽ trổ cho chúng ta ở một trong tương lai khác, không mắc mắc đi đâu mà sợ. Dĩ nhiên là một người Phật tử thì ta có trách nhiệm trình bày cái đúng và cái sai một cách rõ ràng, minh bạch, công khai. Còn người ta chấp nhận hay không đó là chuyện khác. Nhiều khi mình rơi vào tình nghi lý gian, mình làm nhưng mà bị người khác cướp công, rồi mình không có đủ bằng chứng để chứng minh rằng nó là thành quả của mình thì đành chịu. Về nhân quả thì các việc tốt đó không mất đi. Bình thường quá bản thân mình sẽ không làm cho chúng ta bị rơi vào nỗi khổ niềm đau do chấp vào cái tôi, sở hữu của tôi, tự ngã của tôi. Xem mình là bình thường, chúng ta không bị những lăng kính, thành kiến, định kiến, ác cảm chi phối. Chúng ta dễ dàng lắng nghe, học hỏi, rút kinh nghiệm và hoàn thiện nhân cách của chính mình nhiều hơn. Kính thưa quý tiền hữu tri thức, bí quyết sống thọ và sống khỏe vừa nêu đó, nó vừa là các kiến thức phổ thông dân gian được truyền tụng lâu đời, và khi được triển khai dưới lăng kính của Phật giáo, chúng ta sẽ thấy rằng là các lời Phật dạy bao giờ cũng thiết thực hiện tại và đã gắn kết với đời sống hiện thực của chúng ta, là góp phần xây dựng hạnh phúc cho mình và người thân bây giờ và tại đây, chứ không phải chờ sau khi chết. Thì đó là những điều rất mong tất cả chúng ta cùng suy gẫm
cùng ứng dụng để cuộc sống của mình trở nên có ý nghĩa và có giá trị hơn. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 083-8394-121, 083-8335-914, email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website buddhismtoday.com, tủ sách Phật học.com.